Ồ, cái gì đây? Vâng, không lạ gì. Nó chính là chiếc ô tô hiệu gì không rõ. Nhưng mà khoan, ồ thế cái gì đấy? Một tên trộm siêu to khổng lồ. Hóa ra gấu không chỉ biết đánh nhau với người mà còn biết ăn cắp ăn trộm cơ à? Ấy ấy, đừng có mà khinh địch nha. Không những biết ăn trộm mà mấy thằng đầu gấu này ấy còn trộm đủ thứ trên đời nữa cơ. Không tin á? Tin chắc. Vậy thì hãy xem những khoảnh khắc phi thường và khó tin nhất được ghi lại qua ống kính camera nhá. Thứ nhất, cô dâu lộ vòng ba trong đám cưới. Các ông có công nhận với tôi rằng ngày cưới luôn là một ngày đẹp nhất và đáng nhớ nhất đối với cả cô dâu và chú rể phải không nào? Thế nhưng mà đối với cặp vợ chồng trong đoạn clip sau đây thì nó lại trở thành một ngày đáng quên nhất trên đời đấy. Cho không khí hân hoan của tiệc cưới cùng sự chứng kiến của bạn bè và họ hàng, có lẽ cô dâu và chú rể đã phải rất hạnh phúc. Nhưng không, một sự cố bất ngờ đã xảy ra khi chiếc váy cưới đột nhiên bị tụt xuống, khiến cô dâu lộ nguyên vòng ba căng tròn bóng bẩy. Và vì không có cái lỗ nào xung quanh đấy cho nên là cô dâu chỉ còn nước xách váy lên và chạy trốn vào bên trong mà thôi. Có lẽ sau màn lộ hàng nhạy cảm này, cửa hàng váy cưới kia sẽ gặp rắc rối to đây này. Ai đời rách đâu không rách, lại rách đúng vào khoảnh khắc thiêng liêng như thế kia của chết người không cơ chứ. Tiếp theo là tấm gương sáng đáng để loài người học tập. Thứ hai, chú voi ý thức nhất quả đất. Mấy ông hay nói cái câu gì mà con người hơn con vật ở cả ý thức ấy nhỉ? Thế nhưng mà tôi chắc chắn rằng sau khi xem xong đoạn clip sau đây, sẽ có nhiều người phải suy nghĩ lại về câu nói kia đấy nhá. Trong đoạn clip ghi lại tại rừng quốc gia Nam Phi, sau khi đã no nê ở bụi cây bên cạnh, một chú voi đã dùng vòi của mình cuốn lấy chai nước và cuộn giấy bên cạnh bỏ vào thùng rác, sau đó là ngoảnh đi quay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Quá xuất sắc phải không nào? Có lẽ là sau màn vứt rác đỉnh cao này, người ta nên trao tặng cho chú voi Nam Phi danh hiệu đại sứ bảo vệ môi trường cho những hành động thiết thực này của chú ta. Đấy, các ông thấy không? Đến cả voi còn biết bỏ rác vào thùng. Vậy thì tại sao con người lại không nhỉ? Nhất là trong bối cảnh ô nhiễm môi trường đang ngày càng gia tăng như hiện nay, thì mỗi một hành động nhỏ như chú voi này cũng góp phần tạo nên một môi trường xanh sạch đẹp đấy nhá. Còn bây giờ sẽ là vụ trộm cắp gây chấn động người xem. Thứ ba, tên trộm thùng rác. Nhắc tới trộm, người ta thường nghĩ ngay tới những kẻ muốn ăn mà không muốn làm, chỉ rình rập đột nhập vào nhà khác và lấy đi những món đồ có giá trị. Thế nhưng thay vì vậy, thì chúng lại chỉ lấy thùng rác thì các ông nghĩ sao? Trò đùa ư? Đúng vậy. Không không, đơn giản vì những tên trộm này không phải là người các ông ơi. Theo đó, trong một đoạn clip từ camera an ninh cho thấy, một chú gấu đen từ đâu xuất hiện gần khu vực dân cư. Tuy nhiên, thay vì gây sự với chó nhà như trong một clip trước, thì chú gấu này lại đi lấy trộm thùng rác. Đã thế, điệu bộ của chú ta trông lại chẳng khác nào tên ăn trộm chính hiệu nữa cơ. Cũng nhìn trước, ngó sau, xem có ai phát hiện không mà biết đường hành động. Hài, có vẻ như là chú gấu này đã quá đói tới mức phải đi lục cả thùng rác rồi. Vậy nên, nếu các ông vô tình gặp những tên trộm đặc biệt này thì hãy cho chúng ít đồ ăn nhá. Tiếp theo là một sự cố do mùi cực kỳ khó hiểu của con người. Thứ tư, kẹt tay trong bồn cầu. Hỡi các chị em, có bao giờ các bà rơi vào cảnh bế tắc không biết làm như thế nào hay không? Chắc chắn ai trên đời này mà chẳng phải trải qua cảnh đó đúng không nào? Thế nhưng chị em cứ lạc quan lên, vì chị em chưa thể bế tắc bằng cô gái trong đoạn clip này đâu. Theo đó, không biết có phải trong lúc xả lũ vô tình làm rơi thứ gì xuống toilet hay không, mà cô gái này lại thò cả bàn tay của mình xuống lỗ xả và thế là cánh tay ấy cũng yên vị trong cái toilet luôn. Mặc dù đã cố gắng để rút tay ra, nhưng cô gái lại hoàn toàn bất lực. Cuối cùng, cô đã phải gọi cho đội cứu hộ tới và giải thoát cho cánh tay này. Sau khi các chú cảnh sát tới, cũng phải loay hoay một lúc mới giải quyết được sự cố sặc mùi này. Nhìn mặt cô gái thì đúng kiểu câm nín không nói nên lời. Cho nên các ông các bà ơi, đi vệ sinh thì nhớ là để điện thoại đồ đạc cá nhân ở bên ngoài nhé. Chứ để tới lúc mà rơi xuống toilet thì đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội đấy nhá. Còn bây giờ là một sự cố bi hài mà các con cháu nhất định phải tuyệt đối lưu ý nhá. Thứ năm, mất cả hàm răng chỉ vì sinh nhật. Các ông ạ, được tổ chức sinh nhật thì cũng vui đấy. Vì biết rằng bạn bè, người thân vẫn luôn quan tâm và nhớ tới ngày sinh của mình. Thế nhưng mà đấy là với người còn trẻ, răng còn khỏe mà thôi. Còn nếu là người đã có tuổi, đặc biệt là các ông các bà, thì cần đặc biệt lưu ý để tránh rơi vào tình huống dở khóc dở cười sau đây. Theo đó, trong không khí tưng bừng náo nhiệt đón chào tuổi mới cho bà cụ, mọi chuyện đang diễn ra rất bình thường như bao buổi sinh nhật khác, chỉ cho tới khi bước sang phần thổi nến. Bà cụ thì cũng háo hức lắm chứ, thế nhưng khi nến còn chưa kịp tắt thì bà đã cho bay nguyên hàm răng giả mất rồi. Tuy nhiên, thay vì ngượng ngùng xấu hổ thì bà cụ trong clip lại vô cùng vui vẻ đón nhận sự cố này. Đúng là một bà lão lạc quan yêu đời phải không nào? Tiếp theo, cùng đến với một sự cố có 102 trên thế giới. Thứ 6, cây mọc xuyên nóc ô tô. Cho hỏi nhỏ nhé, ở đây có bao nhiêu ông đã từng không ít lần ăn cơm chan nước mắt khi đang đến bữa mà thật sự lại phát phóng sự về các tấm gương con nhà nghèo vượt khó học giỏi. Đừng quên điểm danh trong phần bình luận bên dưới video nhá. Nhưng các ông ạ,
Nếu giờ mà có gặp trường hợp tương tự như vậy, thì các ông hãy cho bố mẹ xem đoạn clip sau đây để họ biết rằng thực ra nghị lực của con nhà người ta cũng chưa là gì so với cái cây nhà người ta đâu nhé. Trong đoạn clip, không hiểu bằng sức mạnh siêu nhiên nào mà cái cây này lại có thể mọc đâm xuyên qua cả một cái ô tô. Không những không yếu đuối mà nó còn phát triển như các cây bình thường khác nữa cơ. Đúng là cái cây có sức sống mãnh liệt nhất của đất các ông nhỉ. Vậy nên chẳng có gì là không thể các ông ạ. Mỗi khi gặp khó khăn trở ngại, hãy lấy cái cây này ra để làm động lực tiếp tục tiến lên phía trước các ông nhá. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng quay trở về với tuổi thơ để đến với trò chơi cũ, nhưng cách chơi lại vô cùng mới lạ. Thứ 7, chạy trốn công nông. Này các ông, nếu một ngày cảm thấy cuộc sống này quá mệt mỏi và chán chường, vậy thì đừng chần chừ gì mà không bỏ hết tất cả để về với ruộng đồng. Không chỉ được trở thành một bác nông dân chính hiệu mà các ông còn có thể giải trí bằng những trò chơi hay ho như trong clip sau đây. Trong đoạn clip, người điều khiển chiếc công nông muốn nhảy xuống và phụ giúp ông bạn kia. Nhưng ông bà ta đã nói rồi, nhiệt tình cộng với ngu dốt sẽ thành phá hoại. Chỉ vì quá nóng vội mà người điều khiển lại quên không tắt máy và thế là đố anh bắt được em. Hai ông bạn chỉ có nước chơi đuổi bắt với chiếc công nông kia mà thôi. Cũng không biết là họ phải chạy bao nhiêu vòng thì trò chơi kia mới kết thúc nữa nhỉ. Nhưng nhìn thì có vẻ tốn cả lò phết đấy. Cho nên ông nào đang trong tình trạng thừa cân mùa giãn cách này mà muốn giảm béo thì hãy thử áp dụng phương pháp vừa hiệu quả mà lại vừa giải trí này nhé. Và cuối cùng là một sự tiếc nuối không nói thành lời. Thứ 8, ném nhầm điện thoại cho chim mòng biển. Các ông ạ, các ông có đồng ý với tôi rằng trong cuộc sống này, đôi lúc thì não của chúng ta cũng không thể hoạt động bình thường trong một vài phút giây phải không nào? Tuy nhiên, hậu quả sau vài giây ngắn ngủi đó lại có thể là những sai lầm tai hại. Và cô gái trong đoạn video sau đây là một minh chứng. Chuyện chẳng là cô gái trong đoạn clip này đang ném những mẩu bánh mì cho đàn chim mòng biển kia. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho tới khi sự nhầm lẫn tai hại xảy ra. Thay vì ném thức ăn cho chúng thì cô gái này đã thẳng tay ném ngay điện thoại của mình. Và đến khi cô nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Đúng là sai lầm nào cũng có cách sửa chữa. Nhưng sai lầm này có lẽ vô phương cứu chữa mất rồi. Ông nào cũng đã từng ít nhất một lần rơi vào tình huống trớ trêu như thế này không? Comment ngay cho anh em biết cảm giác lúc ý của các ông ra sao nhé. Và đó là những khoảnh khắc khôi hài và khó tin nhất được ghi lại qua ống kính camera. Các ông thấy ấn tượng nhất với đoạn clip nào? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới video nhé. Và thời lượng của Thế Giới Phẳng cũng xin phép được khép lại tại đây. Nhưng trước khi rời khỏi màn hình, đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ thì bye bye!